Sau 10 phút mình tắt bếp á, cái nồi lườn cá hồi của mình nó đã cạn này này các bạn này. Cạn rạt rạt lại rồi này. Như vậy là cái món lườn cá hồi kho với thơm của mình là đã được rồi á các bạn. Món này mình ăn với cơm nóng ngon lắm á các bạn. Nguyên liệu để mình làm món lườn cá hồi kho với thơm. Ở đây mình có khoảng nửa ký lườn cá hồi nha. Mình bỏ tủ đông đá đó các bạn, rồi mình bỏ ra ngoài cho nó rã đá, rồi mình rửa sạch sẽ rồi nha. Ở đây mình có 1/4 quả thơm nè. Rồi mình có một ít hành tím mình bào mỏng để một lát nữa mình phi lên mình cho vô cá nè. Rồi ớt cắt nhỏ. Ở đây là một ít nước màu. Và mình có đường, nước mắm và muối. Mình cho cá vào trong một cái tô lớn ha. Rồi bây giờ là mình ướp vô nè. Cái phần ớt này mình cắt ra rồi thì mình lấy một nửa mình cho vô thôi. Còn một nửa để một lát nữa bỏ lên trên mặt nha. Và mình cho cái nước màu vô nè. Cái phần nước màu này nó ít lắm, mình cho vô xíu cho nó có màu đẹp thôi. Đường thì mình lấy khoảng nửa muỗng đường nha. Còn nước mắm á, thì mình cho vô khoảng một muỗng nước mắm nha. À, mình có cho vô đây thêm một xíu muối nữa. Rồi, mình đảo đều cá để cho nó đều với những cái gia vị này nè các bạn. Mình chẻ cái quả thơm ra làm hai ấy các bạn. Xong rồi mình cắt những cái miếng mỏng mỏng. Thơm mình đã cắt xong, mình cho ra dĩa đây nè. Bây giờ là mình xếp cá vào trong nồi để kho. Mình có chuẩn bị ở đây một cái nồi đất này các bạn. Thì mình cho một nửa cái chỗ thơm mà mình cắt ra, mình cho một nửa xuống dưới nha. Mình dàn cho nó thành một lớp. Rồi mình cho cá vô, mình cắt từ từ mình cho vô để mình xếp cho nó xuôi xuôi á các bạn. Mình cho hết cái phần nước mắm với đường mà nó chảy ra nè, cho hết vô luôn nha. Rồi còn một nửa cái chỗ thơm này thì mình sẽ cho nó lên trên mặt nha. Dàn cho đều. Mình đặt cái nồi cá lên trên bếp để mình kho nha. Mình chế nước vào trong cá nè. Mình chế cho nó hơi xâm xấp thôi các bạn. Nó hơi xâm xấp như vậy là được rồi nha. Rồi mình đậy nắp lại để kho. Khi mình đang là kho cá thì mình bật bếp bên này nè các bạn. Rồi là mình phi hành cho nó thơm nè. Nó sắp vàng rồi đó. Rồi mình mở cái nắp của cái nồi cá mình đang kho nè các bạn. Rồi mình tắt bếp bên này ha. Rồi mình đưa cái chỗ hành mà mình phi với dầu ăn á, mình đổ lên trên mặt của cái nồi cá mình đang kho này các bạn. Thơm lắm. Rồi mình lại đậy nắp vô, mình kho thêm một xíu nữa để cho nó rạt rạt nước lại nha. Nồi cá kho mình kho nó đã sắp rạt nước rồi này các bạn. Giờ còn một ít cái miếng ớt á, mình cho nó lên trên mặt ha. Rồi và mình lại tiếp tục mình đậy nắp lại. Cái mình tắt bếp nha.
Khi mà mình tắt bếp rồi cái nồi của mình nó vẫn còn nóng lắm và nó vẫn còn sôi. Khoảng cỡ 10 phút sau á, là nước nó sẽ rạt lại nha. Sau 10 phút mình tắt bếp á, cái nồi lườn cá hồi của mình nó đã cạn này nè các bạn này. Cạn rạt lại rồi nè. Như vậy là cái món lườn cá hồi kho với thơm của mình là đã được rồi á các bạn. Món này mình ăn với cơm nóng ngon lắm á các bạn. Mến chào các bạn nha.